Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Bính Thân trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Thân 2020 không được tốt cho lắm. Con đường sự nghiệp thì nhiều chông gai, thị phi bủa vây, dù cố gắng có thể đạt được thành công nhưng cơ hội thăng tiến chẳng được là bao. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát về tuổi Bính Thân năm 1956. Con giáp này thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, có ngày sinh từ 12 tháng 2 năm 1956 đến ngày 30 tháng 1 năm 1957. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Trong năm 2020, tuổi Bính Thân sinh năm 1956 và Thái Tuế hình thành cục diện Thân Tý bán hợp thủy cục. Về tổng thể thì bản mệnh có một năm làm việc vất vả lao lực nhưng nhân duyên thì vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật xây dựng kế hoạch. Xét về tài lộc tuổi Bính Thân năm 1956, năm 2020 tuổi Bính Thân gặp sao lộc tồn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của phi liêm, bản mệnh cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc là thậm chí phá sản. Bản mệnh cần phải chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng nảy vội vã, tránh uống nhiều bia rượu khiến đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, hạn chế đến những nơi hỗn tạp như là quán bar, vũ trường thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến con đường tài lộc của bạn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tài lộc tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm Canh Tý, tuổi Bính Thân gặp sao lộc tồn, vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên thì để đạt được mức như lý tưởng, bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt là do ảnh hưởng của phi liêm, bản mệnh cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc là thậm chí phá sản. Bản mệnh cần chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng nảy vội vã, tránh uống nhiều bia rượu khiến cho đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, hạn chế đến những nơi hỗn tạp như là quán bar, vũ trường thường xuyên thì có thể giảm bớt được những ảnh hưởng không tốt đến con đường tài lộc của bạn. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Xét về tình cảm, chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thân không mấy lý tưởng trong năm 2020 bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Tuy nhiên thì nhân duyên của bản mệnh lại khá tốt, con giáp này có thể phát huy được những điểm mạnh của bản thân để thu hút sự chú ý và lấy thiện cảm của những người khác giới. Bản mệnh không nên quá nóng nảy, bốc đồng, làm việc không suy nghĩ bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người của bạn, khiến cho chuyện tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này thì bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về công danh sự nghiệp, năm Canh Tý người tuổi Bính Thân có bước tiến trong sự nghiệp nhưng không quá rực rỡ. Bạn tìm được những cơ hội để rèn luyện, phát huy điểm mạnh của bản thân, nhờ thế mà công việc có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt nếu bạn làm trong những dự án hợp tác kỹ thuật kinh doanh.
Nhưng vì thái tuế lộ xuất thương quan nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy bất đồng. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi Bính Thân muốn thành công trong sự nghiệp thì sẽ rất tốn nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân mình để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bất đồng, đắc tội với người cấp trên. Năm 2020, tuy bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng cơ hội được thăng chức không cao. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Về các mối quan hệ xã giao, nếu mệnh chủ biết hạ cái tôi của mình xuống, chịu lắng nghe ý kiến của mọi người thì bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ khá là tốt đẹp. Còn xét về sức khỏe của người tuổi Bính Thân, ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm. Trong năm 2020, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm. Vì vậy, bạn cần chú ý ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết, cơ thể chưa kịp thích nghi. Có những lúc truyền thị phi bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi Bính Thân, nhất là sức khỏe về tinh thần. Chính vì thế mà người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý, giữ hòa khí với mọi người. Một điều nhịn thì bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động rất tốt đến sức khỏe của bạn. Sức khỏe kém trong năm hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Về phương diện cuộc sống gia đạo, tình cảm vợ chồng không được tốt, có sự xung đột và hay bất hòa. Khuyên nữ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 thỉnh Khẩm Tước Phỉ Thúy để gia tăng tình cảm vợ chồng. Để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay Khổng Tước Phỉ Thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm bổ đào để hóa giải. Còn về phương diện sức khỏe trong năm nay, quý bà phải chú ý tới tinh thần về bệnh thiếu máu cũng như là đi lại xe cộ phải chú ý. Khuyên nữ mệnh nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt, tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng gặp nhiều khó khăn, tránh làm các việc động chạm đến kinh tế nhiều. Tài chính tiền bạc của quý bà Bính Thân có sự tiêu pha nhiều và khó kiếm tiền trong cuộc sống làm ăn. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Bính Thân năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, về tổng thể thì vận thế của người tuổi Bính Thân ở mức khá là lý tưởng, trên cả hai phương diện tình cảm và sự nghiệp đều có những dấu hiệu đáng mừng. Trong công việc thì bản mệnh dễ tìm được cơ hội để thể hiện tài năng, trí tuệ của mình, nhận được sự ngưỡng mộ của cấp trên và tán thưởng của đồng nghiệp. Thời điểm này, nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong công việc thì bạn cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng vô cùng hài hòa, đoàn kết, khiến cho mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Bính Thân ít khi xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc và thấu hiểu, cho dù là trong công việc hay là mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa của nhau. Tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng 2 âm lịch, tài lộc của người tuổi Bính Thân vẫn có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút nhưng không mấy nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh buôn bán của bản mệnh gặp nhiều điều thuận lợi do được thần tài ghé thăm, vì thế không những có được khoản lợi nhuận dồi dào mà còn có thể cạnh tranh, giành được những thành tích đáng mừng, từ đó nhận được nhiều lời tán thưởng của mọi người. Riêng về mặt sức khỏe thì người tuổi này có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cần phải nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, không nên làm việc quá sức,
kẻo gây tác động xấu đến cơ thể. Chú ý ăn mặc, ăn uống để tránh các bệnh theo mùa như là cảm cúm, nhức đầu, sốt. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch. Vào thời điểm tháng 3 năm Canh Tý thì cả tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Bính Thân đều đi xuống. Trong công việc, vì cấp trên kìm kẹp và tỏ thái độ thiếu công bằng nên bản mệnh không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, việc thăng chức tăng lương nằm ngoài tầm với. Tuổi Bính Thân khó lòng tìm được cơ hội phát huy đúng bản lĩnh sở trường của mình nên công việc thường xuyên ở mức bình bình, thậm chí có thể xảy ra sai sót khiến cho bản mệnh phải chịu nhiều áp lực. Dưới tình huống như vậy thì bạn cần phải học cách bình tĩnh, khiêm tốn lắng nghe mọi người, không nên đối đầu trực diện với cấp trên. Trên phương diện tài lộc, con giáp này dễ lâm vào tình cảnh phá sản hoặc là thất thoát tài sản, thu nhập không ổn định, có thể phải vay mượn người thân hoặc là bạn bè. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chỉ dành tiền cho những thứ thật sự cần thiết. Tử vi tháng 4 âm lịch, vận thế của bản mệnh lên xuống khá là thất thường trong thời điểm này. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên. Tuy nhiên, sức khỏe có nhiều biểu hiện không tích cực. Trong công việc thì tuổi Bính Thân tháng 4 này có thể gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp. Nhưng nếu bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng giúp bản mệnh giải quyết được khó khăn, đồng thời đạt được những mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên thì bạn cần phải thận trọng khi giải quyết bất cứ công việc nào bởi kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay hãm hại. Tình hình sức khỏe của người tuổi này không như ý, vì vậy cần chú ý về vấn đề ăn uống đúng giờ giấc, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc là ăn đồ ăn không hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thân khá là bình ổn, tuy nhiên tài lộc lại có dấu hiệu xuống dốc khá nghiêm trọng. Trên lĩnh vực tài chính, bản mệnh tham gia nhiều vào các buổi tiệc tùng, tụ tập và cần phải chi phí nhiều khoản nên khá là tốn kém. Thêm vào đó thì công việc bình bình khiến bạn không có thêm nhiều khoản thu nhập phụ. Vì thế nếu có thể bạn không nên tham gia vào quá nhiều những buổi giao lưu gặp gỡ, tránh tình trạng không còn khoản dư nào vào cuối tháng. Tử vi tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Bính Thân có những bước tiến khá là lạc quan, đồng thời tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực trong tháng 6 âm lịch. Phương diện tài chính của con giáp này được duy trì khá là ổn định, mặc dù đôi khi còn gặp phải những vấn đề chi tiêu cần cân nhắc, suy nghĩ, nhưng về tổng thể thì không gây tổn thất quá nhiều cho tình hình tài chính chung. Đến cuối tháng thì bạn có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, tình hình sự nghiệp của tuổi Bính Thân khá là ảm đạm, chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Trong sự nghiệp thì bản mệnh thường dựa vào thông minh và sự khôn vặt của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế đôi khi bạn có thể đạt được kết quả khá là lý tưởng, nhưng không nên để tình trạng này kéo dài. Muốn có được những bước phát triển bền vững thì cần phải dựa vào chính khả năng thực sự của mình. Tử vi tháng 8 âm lịch, vấn đề tình cảm của người tuổi Bính Thân trong tháng 8 có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước, tuy nhiên vấn đề sức khỏe lại cần phải chú ý nhiều hơn. Trong tháng này thì bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa, người đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện giao lưu với người khác giới, bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp, không nên có tư tưởng ngoại tình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần tìm ra phương hướng để rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc là tham gia những môn thể thao hoạt động quá mạnh. Bởi như vậy có thể sẽ gây tổn hại đến gân cơ, xương cốt hoặc những bộ phận quan trọng. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi người Bính Thân có dấu hiệu lạc quan, tuy nhiên tài lộc không có nhiều điểm sáng. Người tuổi này có thể tạo ra những thành tích đột phá trong công việc, đặc biệt là những người làm ở vị trí quản lý và lãnh đạo. Những phương án và sách lược đúng đắn của bạn có thể đưa đơn vị phát triển lên một tầm cao mới, khiến cho lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên trong lĩnh vực tài chính, những người làm kinh doanh dễ phải chịu nhiều tổn thất, đặc biệt là khi cạnh tranh với đối thủ. Dưới tình huống này thì bản mệnh không nên vội vàng bỏ qua chỗ này nhắc lại. Tử vi tháng 10 âm lịch, tài lộc của người tuổi Bính Thân có dấu hiệu hồi phục trong tháng này, tuy nhiên truyền tình cảm lại xảy ra một vài vấn đề nhỏ. Bản mệnh cần chú ý mỗi khi đưa ra bất cứ một quyết định hay là tham gia vào bất cứ một bản hợp đồng nào thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và cẩn thận, tránh đi những rắc rối không cần thiết.
Trong chuyện tình cảm, đôi khi bản mệnh có thể nảy sinh tranh cãi với nửa kia. Vì thế đôi bên cần thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn, tránh chiến tranh lạnh khiến cho tình cảm của đôi bên ngày một xa cách. Tử vi tháng 11 âm lịch, công việc của người tuổi Bính Thân không quá ổn định trong thời điểm tháng 11 âm này. Về tổng thể, vận thế có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại có những dấu hiệu đáng mừng. Bản mệnh thường phải nhận lời phê bình chê trách của lãnh đạo công ty, lời phàn nàn của khách hàng nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Nếu không vững vàng trong công việc, thậm chí vị trí của bạn trong công ty sẽ bị lung lay. Điều đáng mừng là sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này rất ổn định, cả nam và nữ đều không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên khi trời lạnh thì vẫn cần phải chú ý giữ ấm, tránh để các bệnh cảm cúm thông thường. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng âm lịch cuối cùng của năm Canh Tý, về tổng thể, vận thế của người tuổi Bính Thân có những bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để thể hiện trình độ của bản thân, xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp và cấp trên. Bầu không khí làm việc thoải mái khiến cho bản mệnh không phải chịu nhiều áp lực, có cơ hội để đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Nếu giữ được trạng thái tâm lý tích cực, bạn chắc chắn sẽ đạt được những thành tích rất đáng mừng trong sự nghiệp. Trong lĩnh vực tài chính, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm lớn vì đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Cuối cùng là hóa giải theo phong thủy phi tinh. Xem tử vi tuổi Bính Thân năm 2020, bản mệnh sức khỏe không được tốt, tâm lý căng thẳng, bất an. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ nóng nảy, hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Chính vì thế mà dù có năng lực, có tài hoa, nhưng để đi đến thành công trong sự nghiệp thì những chú khỉ lại phải trải qua quá nhiều khó khăn, trở ngại, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên hay là những chuyện thị phi đồn đại thất thiệt có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến. Điểm sáng trong năm là đường tài lộc rực sáng, việc hợp tác đầu tư kinh doanh sẽ mang về cho con giáp này nguồn thu nhập khổng lồ. Theo dõi phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm nhị hắc nhập cung chính nam, đây chính là phương vị quyết định sức khỏe của gia chủ, bản mệnh nên lưu ý tránh đặt bàn ghế giường ngủ ở vị trí này trong nhà. Ở góc chính nam trong nhà thì luôn phải dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, không để đồ đạc bừa bãi, tốt nhất nên để ở vị trí này có ánh sáng thường xuyên, không khí thông thoáng, dễ lưu thông, sẽ dễ xua tan đi hung khí, đón cắt khí về, tránh được đau ốm bệnh tật. Còn góc tây nam lại là văn xương vị. Năm 2020, bản mệnh nên đặt cây cảnh ở đây, tốt nhất là 4 cây. Chọn những loại cây thường xanh để phong thủy thêm vượng, giúp cho con đường công danh sự nghiệp thêm phần thuận lợi như ý. Phương vị chính nam là phương vị của hỷ thần. Nếu thấy chuyện tình cảm không được như ý, gia chủ có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phòng khách để vượng vận quý nhân, có tình yêu chỉ đường dẫn lối đón tin vui về nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Bính Thân, Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.